nhằm công bố báo cáo nghiên cứu về chiến lược phát triển hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các công ty đa quốc gia trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo. Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Thương mại Đầu tư và Du lịch ASEAN AGC tổ chức hội thảo phát triển liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam với các công ty đa quốc gia trong ngành công nghiệp chế tạo. Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương cho biết, quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và các nước ASEAN trong đó có Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực và đi vào thực chất, làm nền tảng cho việc mở rộng hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp hai nước. Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam và Viện nghiên cứu chiến lược chính sách công thương thực hiện báo cáo nghiên cứu về chiến lược phát triển hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các công ty đa quốc gia trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia mới nổi có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh trong khu vực và thế giới, với mức tăng trưởng kinh tế sơ bộ bình quân trong giai đoạn 2011-2020 là khoảng 6%. Những thành tựu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã tạo nền tảng to lớn cho quá trình phát triển kinh tế xã hội, trong đó ngành công nghiệp chế tạo đóng vai trò đặc biệt quan trọng, được ví như xương sống của nền kinh tế và là nền tảng là động lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành công thương Việt Nam.